Mùa này đang là mùa thu và mùa của trái Fichu. Mình không biết trái này ở Việt Nam có không mà ở Việt Nam thì nó gọi là cái gì. Nhưng mà 1 ký bây giờ ở siêu thị thì đang bán khoảng 80.000 một ký. Nhưng mà mình mua ở trên mạng. Nghĩa là người ta có cái cây ở trong thành phố này, người ta có nhà người ta có cái cây thì người ta hái xuống người ta bán, tụi con nít nó bán thì là 2 đô một bịch. Cho mình mua 5 bịch thì mình chia đều cho mọi người à, mình ăn một bịch. Thì mình sẽ review cho các bạn xem trái Fichu. Mình cực kỳ thích trái này luôn. Mọi người nói là ăn giống trái ổi, mình thấy nó thơm. Mà nó hơi chua một chút chứ là nó không có ngọt. Kiểu như cũng có trái ngọt, có khi là trái chua. Đó. Thì mình thấy ở đây người ta ăn thì người ta cắt đôi xong người ta lấy muỗng người ta múc ở trong. Nhưng mà mình không thích như vậy thì mình thích nó chua chua một chút. Mình cắt ra cho bạn xem. Nó chua chua. Thì mình thích mình gọt cái vỏ nó ra như vậy rồi mình ăn. Mình cắt đôi ra cho bạn xem. Thì bên trong nó là như vậy. Nó chua chua hoặc ngọt. Thì một là ăn không, hai thì mình chấm muối. Mình bị ghiền trái này luôn á. Thế là cái mùa này mới có trái này thôi. Còn bình thường thì mình sẽ mua gọi là loại dạng sinh tố. Để mình cho bạn xem. Mình gọt trái này xong rồi. Đây. Thì các bạn có thể ăn trái này không hoặc là ăn trái này với muối. Thì bạn nào mà qua đây du lịch mà vào khoảng tháng này thì hãy nhớ thử trái này, rất là ngon. Để muối này mình có một mít tên mình chấm chấm đi. Đây là cái chai sinh tố mình thường hay uống. Thường thì mùa mà không có trái Fichu thì mình rất là hay thường mua cái nước này để uống. Ở trước về Việt Nam thì mình cũng có mua nhưng mà mọi người lại không có quen uống. Kiểu mình nói là cái nó hơi cái mùi nó hơi lạ. Đó thì nó là như vậy. Thì video hôm nay cũng không có gì đặc biệt hết. Tranh thủ mình trả lời cho các bạn
những cái câu hỏi mà đa số các bạn hỏi mình đó là cần bao nhiêu tiền để du học. Thì đây mình nói luôn các bạn là các bạn cần khoảng 500 triệu tiền Việt Nam để đi du học. Tại sao là 500 triệu? Thì thứ nhất là tiền ăn ở. Thì ở đây người ta sẽ tính tiền ăn ở là khoảng 10.000 đến 12.000 một năm, thì nó vào khoảng 170 triệu tiền Việt Nam. Thứ hai là các bạn phải đóng tiền học phí, thì nó sẽ rơi vào khoảng 19.000 một năm, là khoảng 300 triệu. Vé máy bay thì các bạn chỉ cần mua 1 triệu thôi thì nó sẽ khoảng 15 triệu nữa. Cuối cùng là các loại phí để làm hồ sơ, tiền khám sức khỏe này nọ thì nó sẽ rơi vào khoảng 20 triệu nữa. Đó, thì tổng cộng nó sẽ khoảng 500 triệu nếu mà các bạn chuẩn bị du học thì nên chuẩn bị cái số tiền đó. Và sẵn tiện đây mình cũng xin nhắc lại lần nữa là mình làm video vì mình thích làm thôi, chứ mình không phải là làm ở một công ty dịch vụ hay là mình làm cái gì hết. Nên nếu mà có những cái vấn đề về hồ sơ này nọ thì xin lỗi là mình không có giúp được những cái vấn đề đó. Thì mục đích của mình làm video này là muốn giới thiệu New Zealand đến với những bạn mà đang tìm hiểu về New Zealand và muốn đi học hoặc là đi du lịch ở đây. Thật ra thì ngày trước mình đi thì mình hoàn toàn là mình không có biết nhiều về New Zealand đâu. Mình toàn là đọc những cái tin tức ở trên mạng này nọ rồi xem hình. Chứ thật ra thì lúc đó tới bây giờ luôn thì cũng không có ai làm vlog về New Zealand hết. Nên mình nghĩ là có thể là mình có thời gian thì mình ghi lại cuộc sống của mình luôn, rồi mình cũng có thể là giúp được cho một số bạn nữa. Các bạn thấy là hiện tại thì kênh của mình là hoàn toàn là mình không có đặt quảng cáo gì hết, mình không có lợi nhuận là hay là cái gì từ những cái video mình làm hết. Ở Việt Nam mình nghe nói là hiện tại đang là mùa hè và rất là nóng, còn ở đây thì cực kỳ lạnh luôn. Hiện tại đang là 5 độ C. Ok, mình nói đến đây thôi. Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ ở Việt Nam nhé. Bye bye.